Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở thành phố Trà Vinh các bạn ơi. Hôm nay mình đến khu vườn của anh Phương. Anh có cho lưu với anh em một số gốc mai tàn me. Hôm nay cây đẹp anh em ơi. Rồi mình vô mình gặp anh Phương đi để anh giới thiệu hôm nay cho lưu với anh em không bao nhiêu gốc. Xin chào anh em trên YouTube nha. Bữa nay mình về được 4 cây. 3 cây mai, 1 cây me. Để chỉ chính xác mình ở đâu anh? Cái này là phường 8 thành phố Trà Vinh đó. Dạ, rồi ok anh ơi. Rồi đầu tiên các bạn ơi. Mã số 1. Đây, một cây mai tàn anh em ơi. Thốc thân cao như tàn dù vậy anh em. Cây nhỏ mà khéo léo quá. Tàn tròn quay luôn nha. Đi vòng cho anh em xem cái bộ tàn đó. Đây. Tàn y chang cây dù vậy anh em. Cái này anh có bấm tàn sơ sơ vô cho nó tròn cái tàn nha. Cái này về cho Tết luôn anh em ơi. Cái chiều cao gốc số 1 này khoảng nhiêu anh Phương? Để đo cái. Bao nhiêu anh? 2m2. Rồi 2m2, anh đo tái ngang luôn ơi. Rồi 2m9. Rồi 2m9. Chiều cao 2m2, tái ngang 2m9. Chuẩn luôn nha anh em. Chuẩn luôn. Bông bông khoảng mấy cánh anh Phương? Con này bao với anh em là từ 5 đến 9 cánh. Mà trong nhà ta nói có 12 cánh nữa thì mình bao gì 9 cánh đi. Rồi báo nhẹ là 5 đến 9 đó anh. Rồi, một cốt lắc lượng nha anh em. Đây. Cái dàn xương nè anh em. Dàn xương dày đặc luôn. Chỉ cần bỏ điều băng luôn anh em ơi. Dạ. Này lên cái chậu cân xứng để chơi là ok nha anh em. Cây này không có bàn gì độ đẹp hay là ấy nữa anh em, xấu nữa. Cây này bàn giá thôi anh em ơi, tại nó quá chuẩn rồi. Thân tàn đế nha, bông. Toàn diện á, bộ đế thanh cũng đẹp luôn, xù hết à, nó xù hết cái mình luôn anh. Thường nguyên bộ đế dưới rồi lên đây có 3 tấc nữa. Dạ. Rồi vô quay cái nồi đế cho anh em xem đây. Wow, nguyên một con siêu thú nha anh em. Đế này cũng chưa có, không có khui luôn nha anh em, là ở đây còn nguyên nè, đất đây còn gông không nè. Là đế nhiêu để nhiêu luôn, không có khui luôn. Đế 3D. Làm gì bức tranh vậy anh em. Để trong đây vẫn còn nhóc luôn nha. Điều băng trong đây kẹo. Cây nói chung nữa nó liền lạc anh em ơi, không có thẹo một tí thẹo nữa nha. Đẳng cấp luôn. Nó xù từ bộ đế mà tới trên đây luôn nè, nè. Nó bể trơn luôn nè. Chân cành khủng không à. Nhỏ mà nó đẳng cấp nè. Chân cành điều băng luôn á. Dạ. Xong lắc lưỡng lên tới đọc tới đỉnh luôn. Hết hồn cái mình. Siêu phẩm. Bonsai đã lỡ anh em ơi. Này nhà anh em nào mà không được rộng đó, chơi cái này vô chậu cân xứng cái này. Chơi là ok nè. Để bao móng xuống không rồi. Mình đo thông số đi anh Phương. Anh em đang nôn đóng cái mức giá anh ơi. Thôi chuẩn luôn ha, một bình một máy luôn. 40 là đến 40 thôi nè. Rồi 40 hoành chuẩn anh em ơi. Tóc thân là từ dưới gốc rễ, dưới rễ lên là 75 nè. Rồi 75. Đó để đặt trước đây ha, cái cục đặt đây, cục xù này trước ha. Rồi ok. Cục xù này không lên lấy lên 140 nè. 1m4. Là 230. Rồi 2m3. Cây này chơi xứng đáng đồng tiền em ơi. Rồi mình chốt giá nhiêu anh Phương? Cái này với giao lưu với anh em là 85 triệu bao xếp anh em 200 km. Rồi 85 triệu bao xếp 200 km nha anh em. Mã số 2. Đây. Một cái phôi. Phôi này đế khủng long nha anh em. Cái chiều cao nó khoảng nhiêu anh? Chiều cao này 140. Rồi 1m4. Chân cành khủng. Này 80 nè. Rồi 80. Mặt bông nó khoảng bao nhiêu cánh à, anh Phương? Bông này là 5 cánh ghim, 5 cánh xưa á, là cánh bầu á. Yeah. Mặt bông thơm luôn nha. Rồi cái này vậy anh em muốn để cho ghim thì anh em chơi ghim thôi, anh em ghép anh em ơi. Đế là nguyên khối nha. Đế là không có bàn cãi anh em. Quá trời khối đế. Nguyên một đống luôn, trùng ngụm luôn nha. Chạy sáp hết trơn này, chạy chân này. Cái này anh em vậy anh em tạo tàng tán thành cái tàng dù lững lững chơi anh em. Đã quá. Quá rồi đó thông số luôn anh Phương ơi.
hoành một ha, chuẩn luôn ha. Rồi, nồi đế là nước đổ không chảy luôn em ơi. 53. Rồi, 53 chuẩn nha. Chuẩn luôn 53. Rồi, nồi đế đặt luôn anh. Nồi đế đặt ha. Không có nồi đế kéo luôn nè. Là gần 1m55 đó mà đến 1m50 thôi. Rồi, đế đặt là nè. Cái này nè, căn thước nha anh em. Căn thước rồi nè mà còn thúc nè. Chắc khoảng hơn 1m50 anh em ơi. Rồi các em chốt với anh em nhiêu anh Phương? Cái này giao lưu với anh em là 92 triệu. 92 triệu. 200 km. Rồi 92 triệu anh em ơi. Vậy anh em nuôi lại nha. Bao xếp 200 km. À, số 3, một cây mai xù anh em ơi. Cái này xù khoảng bao nhiêu phần trăm anh Phương? Cái này xù nói chung là cũng 60% rồi đó, nó xù lên tới đọt đó đít chân nè. Đây. Đọt đế rồi. Cây mai xù liền lạc anh em ơi. Xù bít mình luôn anh em nè. Tới trên đọt luôn nha nè. 60% mà. Đấy, cốt đi lên. Nổi cục. Cây thiên nhiên. Cái này tàn dù anh em ơi. Cục ra chứ. Tàn dù lỡ lỡ nha. Mặt bóng nó anh biết không anh? Mặt bóng cũng nói chung là chưa, không biết mình cũng biết. Rồi, không biết mình không báo với anh. Để gì anh em nào mà trồng bông nó ra nhiều mà bông, đẹp thì anh em hưởng. Đẹp rồi. Dạ, chiều bông cao khoảng nhiêu anh Phương? Rồi 2m2. Rồi tá ngang 2m9. Siêu nút nụ luôn nha. Đặt hết trơn. Cái này vài bữa là biết kết quả anh em ơi. Bông đẹp bông xấu nha, nhưng mà thường mai xù thì bông nó đẹp anh em ơi. Này nó xù nè. Nè mấy cục rồi. Bệt luôn nè. Cái này vậy anh em chỉnh sửa cái tàn cho nó tròn với nó phân bổ cho nó đều anh em. Chơi ok nha anh em, mai xù nha. Tương lai nó còn xù nặng nữa anh em. Này nuôi cỡ vài năm nữa lại thù hết chân cả thân luôn á. Nè, lên cục chân này. Chân bị bể chân. Yeah. Mấy cái nách ra hết nha, rồi đế này nè. Đế bốn mặt luôn, không biết cái nào. Cái đây nó xù nguyên một cục, nó thù á anh. Này có hai tấc. Rồi mình đo thông số luôn anh Phương ơi. Mã số 3 nha anh em. Là 42 nè, 42 gửi mà 42 thôi, tính 42. Rồi, 42 chuẩn đi anh em ơi. Rồi ok. Thoát thân là 67 nè. Rồi, thoát thân lên xoay tàn là 67 nè, tàn lửng lửng nha. Rồi mình chốt giá như anh Phương. Cái này giao lưu với anh em là 25 triệu bao xếp em 200 km. Rồi, 25 triệu anh em ơi, để sở hữu cây mai xù nha. Cây này khủng quá, mình có giao lưu không anh Phương? Rồi giao lưu cây mai luôn. Dạ, wow. Hết hồn. Rồi đấy chắc khoảng 2 mét luôn anh em ơi. Xíu nữa anh đo cụ thể cho anh em xem. Đây, chân cành thì đang tạo anh em ơi. Đang nuôi nha, cái này vừa chơi vừa nuôi. Này me cổ hồi xưa anh. Me hồi xưa me chua mà tạo đàn này cũng 2 năm hay mấy rồi đó. 2 năm ha. Cành cũng bự bự mà, cành cũng mười mấy hoành đó nha. Rồi. Đây. Anh đo cái chiều dài ra khoảng nhiêu anh Phương? Rồi chiều dài ra 3m7, anh đo chiều cao cái đỉnh có khoảng nhiêu anh? Rồi 2m1. Rồi mình cho các bạn thông số góc này luôn ha. Anh Phương ơi, cái này đế dưới sao anh? Đế nó cũng đều băng hết chân luôn á. Dạ, yeah. Tại mình trồng đây cái mình lắp lại anh. Hơn 2 mét không anh Phương? Ở gần 2 mét á. Dạ. Cái này mét rưỡi mà tính 200 mấy nè. Rồi ok. Nó tầm khoảng 2 mét nha anh em. Hết cái thước luôn nha. Còn nó còn dư một khúc nữa anh em. Không có đủ nha. Đây. Thân bay này 82. Rồi thân bay ra 82 nha anh em. Cái này về anh em, về em phối cảnh đi. Mình vừa chơi vừa nuôi cho chân cành nó lớn nữa là ok anh em ơi. Rồi mình chốt giá cho anh em cái này khoảng bao nhiêu vậy anh Phương? Cái này giao lưu với anh em là 22 triệu bao ship, anh em cũng 200 km luôn. Rồi 22 triệu cho một cây me thủng nha. Bao ship 200 km. Rồi video nó cũng dài các bạn ơi, mình xin kết thúc tại đây. Hẹn bạn vào ngày mai lúc 18 giờ chiều. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Giao dịch thành công của anh Phương. Chào tạm biệt các bạn.